Thầy Park phản ứng cực gắt khi bị phóng viên Hàn lén tác nghiệp khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Đang trả lời phỏng vấn rất nghiêm túc thì phát hiện phóng viên của báo chí Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo khiến nhiều người xung quanh giật mình. Vừa qua, dù nhận kết quả thua cuộc tại trận bán kết với đội tuyển Hàn Quốc, đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn nhận được những niềm tin tưởng tự hào từ cổ động viên Việt Nam. Sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Park cùng ban huấn luyện đã có những chia sẻ nhanh với báo chí rằng dù thua trận này, nhưng Olympic Việt Nam đã nỗ lực hết mình, cố gắng chơi tốt nhất có thể trước Olympic Hàn Quốc. Theo quan điểm của tôi, việc thua Olympic Hàn Quốc trong thế trận như hôm nay là điều có thể chấp nhận được. Đáp lại tình cảm và sự mong chờ của người hâm mộ, vừa qua huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có những trải lòng nhiều hơn với báo chí Việt Nam trước trận tranh huy chương đồng sắp tới. Trong phần trả lời những câu hỏi của các nhà báo phóng viên đoàn Việt Nam, huấn luyện viên Park đã chia sẻ những cảm xúc của mình trước kết quả trận đấu gặp đội tuyển Hàn Quốc, cũng như giải đáp những câu hỏi của báo chí. Điều đáng nói khi đang đứng trả lời câu hỏi từ phóng viên Việt Nam ở khu vực khách sạn mà đoàn Việt Nam ở, thầy Park phát hiện một số phóng viên Hàn Quốc cũng tiếp cận khu vực này và lén tác nghiệp. Ngay lập tức, huấn luyện viên Park Hang-seo đã ngừng cuộc nói chuyện, ra hiệu cho trợ lý can thiệp nhắc nhở phóng viên Hàn Quốc không đến gần. Sau đó ra hiệu cho trợ lý đề nghị phóng viên Hàn Quốc không được tác nghiệp trong lúc ông đang trả lời báo chí Việt Nam. Hành động này của huấn luyện viên Park được lý giải vì ông chỉ muốn chia sẻ những điều này với báo chí Việt Nam vì có những điều ông nói là bí mật. Ông chia sẻ thêm rằng trong cuộc họp báo nhanh vừa qua, vì có cả phóng viên báo chí Hàn Quốc nên ông không thể nói nhiều điều. Đồng thời, ông cũng muốn thông qua báo chí Việt Nam nhắn gửi đến người hâm mộ lời cảm ơn cũng như lời hứa sẽ cùng các học trò cố gắng chơi tốt nhất có thể trong trận tranh huy chương đồng sắp tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo được biết đến là một trong những người thầy dìu dắt bóng đá Việt Nam tiến đến những giải đấu đỉnh cao, truyền lửa cho người hâm mộ qua những trận thắng kỳ tích trước các đối thủ lớn. Dù ở giải đấu ASEAN 2018 này, đội tuyển Olympic Việt Nam không thể tham dự trận chung kết, thế nhưng những gì ông làm được cho bóng đá nước nhà, những tâm huyết mà ông gửi gắm luôn chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ.